Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu đục rõ rỉ sử dụng đũa của thương hiệu Mito với mã sản phẩm là Z28 ha. Z28 có nghĩa là sử dụng đũa 28 đũa ha anh chị ha. Thì với con máy này thì thương hiệu Mito thì đến từ Nhật Bản rồi. Chế độ bảo hành 12 tháng trên toàn quốc ha. Máy rất là đẹp. Phần thân máy thì như anh chị thấy thì rất là sáng bóng với chất liệu là hợp kim nhôm, nó rất là bền bỉ và chịu lực rất là tốt. Bên cạnh đó thì bộ đũa đi kèm 24 đũa nhỏ thông dụng đây ha. Thì con này nó sử dụng được cho hai đơn vị đũa ha, đũa nhỏ vì đũa lớn đây thì được đi kèm với máy luôn ha. Đây là cái dụng cụ để mình gắn vào ha, cái khớp nối để mình gắn vào đũa. Thì đũa này nó chỉ dùng được 14 đũa trong một lần dùng thôi ha. Đây, đũa to để dùng đánh rỉ những cái vật liệu rỉ sét to ha. Đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta Catolo nè, có nhận sử dụng nè, và phiếu bảo hành chính hãng Runito ha. Phụ kiện kèm theo như là thêm nữa là như là đầu nối hơi vào đây ha, và lục giác. Rồi thế thì tiếp tục tới phần máy của chúng ta. Thì đó, máy rất là đẹp rồi. Công tắc thì công tắc bóp rất là nhạy ha, sử dụng hơi. Đây là đầu hơi vào với phần tem in thông số kỹ thuật thì phía sau ha. Với lượng khí tiêu thụ của máy này là 0.6 MPa ha. Rồi ở tốc độ vòng quay của nó, tốc độ vòng tua của nó là 4500 vòng 9 phút ha anh chị ha. Đó. Máy xuất xứ chầm tại Nhật đây anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Mẫu mã rất là đẹp. Đó, cầm nắm của mình sờ chân trượt luôn. Cầm rất là chắc chắn ha. Rất là chắc chắn luôn. Rồi, logo thì in Nhật nổi nè. Rất là đẹp. Đấy, máy rồi xịn chuyên dùng luôn anh chị ha, xài là không dễ gì hư được máy này đâu ha. Rồi bên cạnh đó thì phần tem in accessory đây, tem in accessory đây ha, được chụp nổi luôn, có hàng chính hãng 100%. Rồi nếu anh chị các bạn có muốn tham khảo thêm về cái dòng đục gọt rỉ lớn này 28 đũa này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video lần này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video lần sau.